Cậu đưa bát cho chị ấy đấy nhỉ? Hello mọi người nhá. Anh đừng có cảm ơn, cảm ơn không được. Cái này không đáng mày. Từ bé rồi anh cứ tưởng là cái này đặt trong bếp là lắm rồi. Đây tới bạn rồi à? Hello anh em nhá. Thầy ơi. Chào mọi người ấy. Hello chào tất cả mọi người nhá. Là hôm nay tôi nghĩ là có ai mua phần tôi không? Như thế nào nhở? Có ai mua phần tôi không? Không ai ạ. Tối hôm nay không ai vui bằng tông giấy ca nhá. Gấu mày anh thông một ly nhở? Dạ, tính thông rồi đúng không ạ? Khỏe đi á. Nhưng mà sập đúng không? Không, đây là đằng này TikTok đúng không hay là không. Quay anh tôi không like được bán nhỉ quay à phải vô à để hút thuốc thoải mái thế đi hút đi TikTok thì đôi rồi thế thì gấu mời anh ta một ly em mời anh ăn rồi à uống không rồi em không uống rồi ạ ờ ăn rồi. Đây này, đưa anh cắp cho này, đưa anh cắp cho này. Ê, anh lên cơm, đưa anh. Đưa bát đây, đưa bát đây. Em ở đây rồi, có nữ nhân viên. Tiếp cho em rồi. Thôi rồi bạn. Bò này, bò nó lộc. Lại rồi. À, lộc của mẹ đúng không? Hello, 5.000 người làm xem nhá. Ngồi lại, 5.000 người thôi. Chào bạn đây về, anh em ơi. Bạn quay cho rất dễ cho rất chào anh em ấy. Anh Đức anh chào tất cả mọi người gái trên kênh của Thông gái. Anh em là uống là đó đấy. Về đố chị. 1 5 1 yên lặng đống đa. Tên thơ lông tóc là gì anh nhỉ? Alin là bạn nói, tôi không nói bí mật. Đúng không? Bạn đến là bạn đang bí mật đúng không? Đúng rồi. Cứ đến 151 yên lặng là biết. Đúng rồi. Tên thiết tắc là gì? Alin. Ok bạn. Cảm ơn mời bạn một ly. Cái này bạn mười tôi quá nhiều. To đất mười lại to long lại to là anh em ở đây mời tôi à? Được. Tôi lai like, gọi này là tôi lai like, tôi lai like, gọi này là tôi gọi táo luôn chưa bé đâu em mời anh một ly anh mời em nhé anh mời anh kết an rồi anh em chào anh em là anh mừng mừng sao rồi bạn một chén cái này chào mọi người anh nghe chúc mừng người chúc mừng người phát đi đây phát đi đây rất là vui đấy này ở đấy tôi đồng ấy ngồi cạnh tôi mới đồng... vui đúng không vui được vui lai may quá gấu sang sang ngồi với anh đông mới để lai được anh đông không thì thế là tôi lai được gì bảo uống đi nhất uống đi đúng không. Thế là tôi em lấy này. Rồi, bắt đầu mình giới thiệu. Bây giờ mình giới thiệu. 38. 38 ở đâu anh? Đây đi đây. Hạ tính. Bây giờ giới thiệu. Và ít thôi. Ít thôi. Thôi. Chăm anh không rồi. Làm mèo, làm mèo. Nhà mình có mình xây cho cô nhá. Con mèo làm cho lại anh em ơi. Chào tất cả mọi người nhá. Thử xem. Gọi chó mèo xanh làm bơ. Ức, kệ của anh. Sao đây chào chào anh em mọi người. Có Đức, sao đây không chào đấy. Được. Đây là tức là đây là đệ tứ nhất của tôi. Chào tất cả. Vui. Chào tất cả anh em nhé. Chào tất cả anh em. 80 em đang xem anh không livestream nhá. Tráng bảo ngồi đây phải chăm sóc cha. Tạm ơn em Hương Béo nhá.
ok, ôi chị Hường béo mà uống bia khỏe khỏe đúng không? Đúng rồi. Ôi xời, ok luôn. Em chào chị Hường béo, chúc chị Hường béo nha, chúc chị Hường sức khỏe nha. Anh em ơi, chúc mừng anh em rồi, em ơi. Quay nó đi dầu không? Đây em đang cười ở bên này. Quyền lộn. Quyền lộn. Ôi, chào mầm với anh. Quyền gì? Quyền lộn. Tạ Tân mua một đôi. Ôi, được chửi chính bậy. Tạ Tân một đôi cho bạn chửi suốt. Đã đi nào. Chắc là cho. Bạn ấy đi đi. Rồi, lên đi nào bạn ạ. À. Anh em ơi! Ôi! Bạn ơi, bạn nó một ly nữa, bạn lần sau gọi, đúng rồi, lần sau gọi, đón anh mới được đón. Anh Tâu ơi, cho em cái tư nữa. Phạm nhá, một ly nữa, cho mà chừa. Cho nhớ. Hôm nay tôi đi làm, tôi đổ đất, tôi chúng ta chịu chiều. Hợp chưa? Đói đi anh. Hợp. Hợp. Hợp đôi. Giờ thôi, mọi người ăn đi. Để tí tôi cắt cho bạn nhá. Tôi nhìn là mọi người đi. Em gái ơi. Anh xin. Có đi đâu ấy, có phúc đi đâu ấy. Có thanh. Có đi ăn. Này, này. Tôi cho bạn có người này. Thế gì bạn? Nghe này. Chào đây. Anh mời sang không đi. Thôi chết đấy đâu rồi. Đâu ấy. Nghe chưa? À dạ. Chà. Anh cái tên em à? Đây này. Anh trộn tài, anh việc. Anh kể với tôi nha, là em của anh em chỉ có một mình anh có bếp, không đứa nào được có bếp thề này. Thế anh nấu cơm nha, chỉ có một mình bạn thức ý. Và anh ấy cho chúng biết. Thứ quay mình đông... Nước. Quán em nhà mình mà đúng không? Không, mình đứng... Em đứng quay... Không phải hết, đứng quay. Vì anh không gọi... Tôi không nói gì nha. Và tôi... nước đi đường người em ngại kéo cái sau này là hai thằng bạn thân thì mẹ khả năng là phải đi bên shop cho anh ít nữa lại thấy cái gì uống rượu à. Em ơi, giờ tận em thịt nướng sáng họ sao bất ngờ anh trưởng luôn đi về bếp có cả đại ca đang ngồi đây em bảo lâu rồi quá khách gọi đầu xong cũng đi ăn nướng cái này. Mày thế thì về Phan Đông mới thu được tiền em mà. Đấy là chiến được. Đấy là chiến được. Hết năm ngoái lại cho cưới năm nay nhưng mà hết sau năm nay rồi. Mỗi thằng nếu cưới em mỗi thằng 20 triệu. Lương. Tên một chỉ ba. Bây giờ ra chỉ ba là 8 triệu rồi. Năm này luôn. Lương mày. Rồi á. Riêng một khoản cưới nha. Để mà nhắc lại nha. Anh em chủ lại mà có lỗ. Nó đi cho lương. Biết khi nào mình lấy tiền đấy. Năm này. Nhưng cưới lại nha. Nước ra đường lấy được tiền. Anh em chưa chịu ở đây nào anh? Anh em ơi! Anh em ăn gì thì vào đấy tốt đi, em mời em bảy. Em vào đấy đủ ăn chứ. Vào đấy đi, ngon đi, vào đấy đi. Được. Đâu ra thì đâu vào đấy luôn. Anh ơi em! Em đi vào. Có về à? Anh Cương anh gọi là chú ở đâu? Chú gọi là con đứa chửi, tức là anh em của em, anh bảo hộ em mà anh hả bể bơ không chào mọi người ạ.
Ok, không phải đây tôi được không? Nào, em cứ lấy thêm ai ơi, giữa đây được thịt bò. Giờ tôi nói hết đã. Em lấy rau. Thế tôi gọi là đồng nghiệp của anh Phương. Tôi gọi anh Phương này là Dễ ăn. Được chưa? Bạn đấy được chưa? Nhưng mà nó hoàng nó bảo anh là không nên gì. Trời ơi, không kêu. Nhưng mà ai mà Đức dẫn thì thôi. Đừng nói thế, chứ là không thể đoán được con người. Đừng nói vội anh Hải thế. Em... Hải ơi. Hải. Không ai nói là mình là Hải ơi, bạn biết tại sao tôi nghĩ là bạn Hải Yến không? Vì thế quán tân quen miệng tôi rồi. À, quen miệng đúng không? Để Yến có đứa chồng của mà tôi muốn gọi là bạn Hải. Còn như Hải không thì biết Hải nào? Trong số tôi bao nhiêu Hải đấy? Nhưng mà bé Đức nhá, bé Đức nhá, tí anh. Bé Đức. Em chơi cùng thôi. Em lên idol. Thôi. Chào ngay, xin phép. Tôi khởi phát rồi. 89 triệu follow TikTok, không biết à? 9 triệu ăn thua về. 89 triệu follow TikTok, không biết à? Chưa thua. Anh Thông 9,9 triệu ấy nhỉ? Kênh TikTok của anh Thông. Nào. Này. Được rồi, rượu đâu. Em đồng chế đâu, kìa đâu. Anh Thông này. Sao đâu? Này. Quang. Em đây. Rượu đâu? Em đâu? Cứ để anh mà nhắc. Của anh Thông này. Bắn ra anh mà nhắc nữa anh phạt luôn. Bạn nào? Đúng rồi. Sao nó uống cho đây uống. Uống một ly. Cái tội nhắc. Uống đi. Anh nhắc. Em bảo là múc, múc đầy là múc. Không, uống múc xong. Nào em lên. Để em múc đầy cho. Anh em ơi. Ơi. Phương ra thì anh thề luôn. Cô gái không phải cô ăn phương. Không phải cô gái như vậy. Dân ơi. Tôi cũng mà này, cô chốc hết. Dân. Hả? Có đây là bạn rồi. Em đang đi học hay đi làm? Mua đầm cho nó. Em học mua và đầm cho nó. Em học tiếng Hàn và tiếng Đức ạ. Tiếng Hàn. Tiếng Hàn và tiếng Đức. Em muốn du học. Em đi du học. Đi lơi đá. Em đang đi ạ. Em đang vào hồ sơ du học ạ. Em đang chờ visa thôi ạ. Chờ visa. Không, em đi Đức hay đi Hàn? Đi Đức. Bao tiền? 1.000 mấy. Hôm nay ai vô địch? Ai vô địch đi châu Âu? Đi châu Âu là 2.000 mấy. 250 thôi. Không. Đúng rồi. Đúng rồi, đi du học nó rẻ hơn. Đi du học nó rẻ hơn. Nhưng mà đi du học nó không ăn được ngay. Đức khỏe rồi nhưng mà khả năng Đức giữa mùa cuối mùa tổ đấy. Đấy Đức cũng vậy. Anh tất cả những người anh của anh nha, xuất khẩu lao động, tất cả các công ty xuất khẩu lao động nha. Thông tin ở Hà Nội này anh nói thật là toàn những người anh của anh. Đúng rồi. Nhưng mà em chịu đấy. Nó toàn toán em là gì? Hả? Toán. Còn em tên là Alip nhá. Em ở số chị bao nhiêu? Số 151 Đống Đa. Yên Lãng Đống Đa. Thứ nhất là bảo hiểm này. Bảo hiểm của em nó chưa đủ thẩm quyền. Rồi. Anh ơi đừng ra đây. Quay đây. Màn sai rồi. Không, Bắc Sa năm nay mạnh đấy. Hoàng đâu? Bắc Sa năm nay toàn tên quán em là gì? Em Hoàng Alice chúc mọi người là tên quán tên quán Zaman đã.
Alice Hair Studio. Đá cầu đá đấy. Và địa chỉ. Địa chỉ 151 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đông Đa. Đá xa rồi, đá toàn cách biệt mấy bàn. Đá sợ rồi. Không biết nó cuối mùa hụt hơn nhưng mà. Nhưng mà khả năng trụ cột đang trở lại hết mà. Mấy thằng trụ cột đang trở lại hết mà. Nó còn mạnh hơn nữa. Thế. Đây An đi bảo. Thế. Chào tất cả mọi người ấy. Không, chào tất cả mọi người. Từ từ nhá. Bước này là bạn chào tất cả mọi người rồi. Đức ơi, Hà Đức, Đức ơi, bạn chào tất cả mọi người ấy, anh đang tham mày uống rượu nhá, tham mày uống rượu, ăn đi. Rồi, anh em chào tất cả mọi người, cái xong rồi thông tắt máy, tắt uống rượu lại luôn. Nào, đây, lên chén lại, chào ấy. Chào tất cả mọi người, không có nhà đâu. Không, không có chế đâu. Rồi. Chào tất cả mọi người nhá. Anh em mình cùng chéo nhá. Mọi người đang xem nhá. Tải bóng lại gì? Quán cái bóng là gì? Hello anh em, tôi lại xuống lại đây. Nhưng mà... Đây.